Chào cả nhà, hôm nay mình xin chia sẻ với cả nhà về cái món ăn ngày Tết. Đó là món bánh tét chuối. Và đây cũng là lần đầu tiên mình học gói bánh đó các bạn. Nhưng mà cũng thấy rất là ok, không đến nỗi nào. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn và cũng là để kỷ niệm lần đầu tiên mình gói bánh nha các bạn. Nguyên vật liệu cũng rất đơn giản, đó là mình chuẩn bị 10 quả chuối sứ. Mình để cho nó chín thật là lâu, có thể đến rục càng tốt. Sau đó mình sẽ bóc vỏ và mình bỏ nó vào một cái tô lớn. Rồi mình ướp với rượu trắng, hoặc là mình không có rượu trắng, mình ướp rượu đỏ cũng ngon. Với một chút đường cho cái chuối của mình nó thêm đậm đà. Và khi mình gói bánh tét chuối thì nếu mà có rượu thì chuối của mình nó sẽ ra màu rất là đẹp, nó là màu đỏ các bạn. Nếp mình vo cho thật là sạch. Mình vo nhiều nước, mình đổ ra đến khi nào cái nước nó trong veo thì thôi các bạn. Mình vo như vậy thì cái bánh mình nó để lâu được, nó không có bị thiêu. Thank you.